miếu thiêng tháp. Tất cả hữu tình đều nên kính lễ, phải đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường. Bấy giờ trời đế thích bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, viết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trang nghiêm đủ loại, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường, lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân khác, sau Phật Niết Bàn, xây bảo tháp, tốt đổ ba, dùng bảy báu nghiêm sức, hộp ngọc đựng thiết lợi la, xá lợi của Phật, rồi an trí trong bảo tháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng báu, các loại trân châu vi diệu, quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng, mà cúng dường, thì hai chỗ sanh phước ấy, chỗ nào sanh nhiều hơn? Phật bảo: Này Kiều Thi Ca, ta hỏi lại ông cứ tùy ý đáp. Theo ý ông thì sao? Chỉ nhất thiết tướng và thân tướng hảo của Như Lai đạt được là do nương vào những pháp nào tu học mà được? Trời Đế Thích thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chỉ nhất thiết tướng và thân tướng hảo của Như Lai đạt được là do nương vào kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây tu học mà được. Phật nói: Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Như Lai nương vào kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tu học nên được trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chẳng học kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, điều này không thể có. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải chỉ có được thân tướng hảo gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, mà cần phải do chứng được trí nhất thiết tướng mới gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này Kiều Thi Ca, trí nhất thiết tướng mà Như Lai đạt được phải do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm nhân sanh khởi, còn thân tướng hảo của Phật chỉ là chỗ nương. Nếu chẳng nương vào thân tướng hảo của Phật thì trí nhất thiết tướng không từ đâu mà phát khởi. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là nhân sanh khởi trí nhất thiết trí. Nhưng muốn cho trí hiện tiền này tiếp nối liên tục thì phải tu tập thân tướng hảo Phật. Thân tướng hảo đây nếu chẳng phải là chỗ nương của biến trí thì tất cả trời rồng, nhân phi nhân chẳng nên hết lòng cúng dường cung kính. Vì thân tướng hảo làm chỗ nương tựa cho biến trí của Phật nên chư thiên, rồng, thần, nhân phi nhân cúng dường cung kính. Bởi duyên cớ này nên sau khi Như Lai Niết Bàn, chư thiên, rồng, thần, nhân, phi nhân cúng dường cung kính thiết lợi la của Như Lai. Này Kiều Thi Ca, nếu hút các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen thì chính là cúng dường trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo của Phật cùng với thiết lợi la sau khi Phật Niết Bàn. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo cùng với thiết lợi la đều lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa làm căn bản. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen thân Phật và thiết lợi la thì chẳng phải là cúng dường trí nhất thiết tướng và Bát Nhã Ba La Mật Đa đây? Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì di thể thân Phật chẳng phải làm căn bản cho Bát Nhã Ba La Mật Đa và trí nhất thiết tướng. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên đây nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu muốn cúng dường Phật hoặc thân hoặc tâm và các công đức khác thì trước hết phải trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và đem đủ loại phẩm vật thượng diệu cúng dường kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây. Vì vậy này Kiều Thi Ca, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trang nghiêm đủ loại, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng bóng, các trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường, lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân khác
Sau khi Phật Niết Bàn xây dựng bảo tháp Tốt Đồ Ba, dùng 7 báu nghiêm sức, hộp báu đựng thiết lợi la của Phật an trí trong bảo tháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng bóng, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường, thì hai chỗ sanh phước ấy, chỗ trước sanh nhiều hơn chỗ sau gấp vô lượng. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, làm cho phát sanh bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho hiển bày nội không cho đến vô tánh tự tánh không, làm cho phát sanh bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, làm cho phát sanh tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, làm cho thành tựu việc thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho tộc họ đại bồ tát viên mãn, sắc lực viên mãn, của cải viên mãn, quyến thuộc viên mãn, hay thành tựu được tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hay thành tựu được đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trưởng giả, đại tộc cư sĩ, chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh thế gian, hay thành tựu được trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thế gian, hay thành tựu được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, hay thành tựu được hạnh đại bồ tát vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hay thành tựu được trí nhất thiết tướng của tất cả đức Như Lai ứng chánh đẳng giác tối thượng tối thắng không gì bằng. Bấy giờ trời Đế Thích thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, người Châu Thiện Bộ chẳng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, lẽ nào họ chẳng biết cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là có được công đức thù thắng lợi ích như thế chăng? Phật bảo: Này Kiều Thi Ca, Như Lai hỏi lại ông, cứ tùy ý đáp. Theo ý ông thì sao? Trong Châu Thiện Bộ có bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh? Có bao nhiêu người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi? Có bao nhiêu người hoàn toàn thâm tín Phật, hoàn toàn thâm tín Pháp, hoàn toàn thâm tín Tăng? Có bao nhiêu người được 37 Pháp Bồ Đề Phần? Có bao nhiêu người được 3 môn giải thoát? Có bao nhiêu người được 8 giải thoát? Có bao nhiêu người được 9 định thứ lớp? Có bao nhiêu người được 6 phép thần thông? Có bao nhiêu người được 4 vô ngại giải? Có bao nhiêu người dứt hẳn 3 sự trói buộc được quả dự lưu? Có bao nhiêu người làm mỏng tham sân si được quả nhất lai? Có bao nhiêu người dứt sạch 5 thuận hạ phần trói buộc được quả bất hoàn? Có bao nhiêu người dứt sạch 5 thuận thượng phần trói buộc được quả A-la-hán? Có bao nhiêu người phát tâm hướng đến độc giác bồ đề? Có bao nhiêu người phát tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật? Trời Đế Thích thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong Châu Thiện Bộ có rất ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh, cho đến có rất ít người phát tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Khi ấy Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, trong Châu Thiện Bộ có rất ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng có ít người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi, cho đến lại càng có ít người phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, lại càng có ít người đã phát tâm rồi tinh cần tu tập hướng tới hạnh bồ đề, lại càng có quá ít người tinh cần tu tập hạnh bồ đề rồi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các loài hữu tình trôi lăn trong sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay, phần nhiều chẳng thấy Phật, chẳng nghe chánh pháp, chẳng gần gũi tăng, chẳng hành bố thí, chẳng trì tịnh giới, chẳng tu an nhẫn, chẳng khởi tinh tấn, chẳng tập tịnh lực, chẳng học bát nhã, chẳng nghe nội không, chẳng tu nội không, cho đến chẳng nghe vô tánh tự tánh không, chẳng tu vô tánh tự tánh không, chẳng nghe bốn niệm trụ, chẳng tu bốn niệm trụ, cho đến chẳng nghe 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tu 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nghe tất cả môn tam ma địa, chẳng tu tất cả môn tam ma địa, chẳng nghe tất cả môn đà la ni, chẳng tu tất cả môn đà la ni, chẳng nghe trí nhất thiết, chẳng tu trí nhất thiết, chẳng nghe trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên này nên biết trong Châu Thiện Bộ có rất ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng có ít người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi, cho đến lại càng có ít người phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, lại càng có ít người đã phát tâm rồi, tinh tấn siêng năng tu tập hướng tới hạnh bồ đề, lại càng có quá ít người tinh tấn siêng năng tu tập hạnh bồ đề rồi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, này Như Lai hỏi ông cứ tùy ý đáp. Này Kiều Thi Ca, theo ý ông thì sao? Trừ nhân loại của Châu Thiện Bộ ra, trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới đây, có bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng? Có bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính sa môn bà la môn? Có bao nhiêu hữu tình bố thí trì giới thọ trai tu phước? Có bao nhiêu hữu tình ở trong các dục mà trụ tưởng nhàm chán, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui? Có bao nhiêu hữu tình tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Có bao nhiêu hữu tình phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật? Có bao nhiêu hữu tình đã phát tâm rồi, tinh tấn siêng năng tu tập hướng tới hạnh bồ đề? Có bao nhiêu hữu tình luyện mài trưởng dưỡng tâm hướng tới bồ đề? Có bao nhiêu hữu tình phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa? Có bao nhiêu hữu tình được trụ bậc bồ tát bất thối truyền? Có bao nhiêu hữu tình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề? Trời Đế Thích Thưa, bạch Đức Thế Tôn, trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới đây, ít có hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng, cho đến ít có hữu tình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới đây, rất ít có hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng, càng ít có hữu tình cúng dường cung kính sa môn bà la môn, cho đến lại càng ít có hữu tình được trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, lại càng có quá ít hữu tình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, bằng Phật nhãn thanh tịnh vô thượng, Như Lai xem khắp mười phương tất cả thế giới, tuy có vô lượng vô số vô biên hữu tình phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đề, nhưng do xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên chỉ có một hoặc hai hoặc ba hữu tình là được trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, còn đa phần đều rơi vào trong bậc thấp kém thanh văn độc giác. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó chứng được, nên hạng ác tuệ lười nhác tinh tấn thấp kém, thắng giải thấp kém, hữu tình thấp kém chẳng thể chứng được. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên này, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đề, muốn trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề không lưu nạn ấy, thì nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, hằng thường lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu tập, suy nghĩ đúng lý, hay thích hỏi minh sư, vui nói cho người. Làm việc này rồi lại nên biên chép, dùng các thứ bảo vật để trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các phẩm vật thượng diệu như tràng hoa, hương sa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường. Này Kiều Thi Ca, đối với các pháp lành thù thắng khác nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này cũng nên lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu tập, suy nghĩ đúng lý, hay thích hỏi minh sư, vui nói cho người. Các pháp lành thù thắng nào được gọi là nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đó là bố thí cho đến tịnh lự ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác. Đây gọi là các pháp lành thù thắng khác nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa.
Này Kiều Thi Ca, đối với vô lượng pháp môn khác như uẩn xứ giới, thuận theo bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này cũng nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, chẳng nên bài báng, khiến cho vô thượng chánh đẳng bồ đà bị nạn. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nên nghĩ như vậy. Thuở xưa Như Lai trụ ngôi Bồ Tát, thường xuyên tu học pháp thuận Bồ Đề, đó là bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc vô lượng pháp môn khác như uẩn xứ giới, thuận theo bát nhã ba la mật đa. Do đây Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chúng ta ngày nay vì cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng nên theo học các pháp của bát nhã ba la mật đa như thế. Nhất định đây là đại sư của chúng ta, chúng ta theo đây tu học thì sở nguyện sẽ được viên mãn. Các pháp của bát nhã ba la mật đa như thế nhất định là pháp ấn của chư Phật. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác theo đây tu học nên đã chứng, đang chứng và sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các pháp của bát nhã ba la mật đa như thế cũng là pháp ấn tất cả thanh văn độc giác, tất cả dự lưu Nhất Lai bất hoàn a la hán độc giác theo đây tu học nên đã, đang và sẽ đến bờ kia niết bàn. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hoặc khi Phật còn tại thế hoặc sau khi Phật niết bàn, nên nương vào bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng mà tinh tấn siêng năng tu học. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa như thế, cho đến trí nhất thiết tướng là chỗ nương về của các thanh văn độc giác Bồ Tát và các trời người A Tố Lạc. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi các đức Như Lai vào Niết Bàn, vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu, trang hoàng tháp bằng các thứ trân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao lớn một do tuần, rộng nửa do tuần. Họ lại dùng các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng báu, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng, chọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Trời đế thích thưa, bạch đức Thế Tôn rất nhiều, bạch đức thiện thệ rất nhiều. Phật bảo, này Kiều Thi Ca, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng bóng, các loại trân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng cúng dường, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó nhờ nhân duyên đây mà sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên. Này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc này lại. Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào sau khi các đức Như Lai vào Niết Bàn, vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu, trang hoàng bằng các thứ ngọc quý hiếm. Bảo tháp ấy cao một do tuần, rộng nửa do tuần. Tháp này được xây như vậy khắp cả châu Thiện Bộ, hoặc khắp cả bốn đại châu, hoặc khắp cả cõi tiểu thiên, hoặc khắp cả cõi trung thiên, hoặc khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Trời đế thích thưa, bạch đức Thế Tôn rất nhiều, bạch đức thiện thệ rất nhiều. Phật bảo, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép, trang nghiêm cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến các loại đèn sáng cúng dường,
Thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây mà được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, chẳng những chỉ có một tam thiên đại thiên thế giới, mà giả sử các chúng hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều đối với Đức Như Lai sau khi vào Niết Bàn, vì cúng dường Thiết Lợi La của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng 7 báu vi diệu, ở giữa trang hoàng bằng nhiều thứ trân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao 1 do tuần, rộng nửa do tuần. Tháp này được xây như vậy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không còn một khe hở. Lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Các chúng hữu tình khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới như vậy nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Trời Đế thích thưa: Bạch Đức Thế Tôn rất nhiều, bạch Đức Thiện Thệ rất nhiều. Phật bảo: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng đè tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép, trang nghiêm cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại đem nhiều tràng hoa đẹp cho đến các loại đèn sáng cúng dường, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên. Khi ấy Trời Đế Thích liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn đúng như vậy, bạch Đức Thiện Thệ đúng như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tức là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, bạch Đức Thế Tôn, giả sử tất cả hữu tình 10 phương thế giới, nhiều như các sông Hằng, đều đối với Đức Như Lai sau khi vào Niết Bàn, vì cúng dường Thiết Lợi La của Phật, nên đã xây dựng bảo tháp bằng 7 báu vi diệu, ở giữa trang hoàng bằng các thứ trân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao 1 do tuần, rộng nửa do tuần. Tháp này được xây như vậy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không còn một khe hở. Lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, bạch Đức Thế Tôn, các hữu tình này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Phật đáp: Phước kia vô lượng vô biên. Trời Đế Thích nói: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng đè tâm trí nhất thiết trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép, trang nghiêm đủ lại, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem nhiều tràng hoa đẹp cho đến các loại đèn sáng mà cúng dường, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì cớ sao, bạch Đức Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa đây hay thu nhiếp chứa hết tất cả các thiện pháp, đó là 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 4 thánh đế quán, hoặc 37 pháp bồ đề phần, hoặc 3 môn giải thoát, hoặc 6 thần thông, hoặc 8 giải thoát, 9 định thứ lớp, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc tất cả môn tam ma địa, môn đà la ni, hoặc 10 lực Phật, 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đều được thu nhiếp vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là pháp ấn chân thật của các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng là pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đều đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế thường xuyên tu học, nên đã chứng, đang chứng và sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tất cả thanh văn và độc giác cũng đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế thường xuyên tu học, nên đã, đang và sẽ đến bờ kia Niết Bàn.
Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên đây đến các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, chẳng đè tâm trí nhất thiết trí đem vô sở đắc làm phương tiện. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép trang nghiêm đủ loại, cho đến dùng đèn sáng mà cúng dường, thì họ sẽ được phước rất nhiều, vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Hết quyển thứ 428.